Hôm nay mùng 8 tháng 3, chị em phụ nữ đi ra đi vào, tay thì cầm củ su hào, miệng thì lẩm bẩm xì xào, quà đâu? Con trai mẹ thơ thẩn lai láng khéo lại ướt cả hai háng đấy. Thế có gì tặng mẹ với bà nào? Con có bó hoa và bức tranh tặng mẹ với bà. Mẹ ơi, xem nào. Vẽ đẹp đấy. Con tặng bà. Bà xin nhớ. Để xem nào. Ôi giời ơi, sư bố nhà anh, mày ở vẽ bà kiểu gì mà như con bọ gậy thế này. Thế hoa có một bó thôi à? Mẹ với bà chung. Con chúc mẹ với bà khỏe như trâu, sống da như đỉa, luôn luôn xinh đẹp, trẻ mãi không già, cơm ăn ba bữa thịt gà ngập răng. Bà với mẹ mày có phải họ hàng nhà Tôn Ngộ Không đâu mà trẻ mãi không già. Bẩm của bà ngoan quá, tí tuổi mà đã biết quan tâm đến phụ nữ rồi cơ đấy. Trả bù cho thằng bố nó vô tâm vô dạng lắm mẹ ơi. Ăn đi, vài ông tối. Ăn đi. Thiếu bó hoa, tí nữa gặp kiểu gì chả gào ầm lên. Con mượn các cụ một tí nhá. Anh làm cái gì ở nhà mà lâu thế, làm người ta đợi mãi. Cứ từ từ không phải nhộn. Đây, một lọ hoa tươi kèm theo cả bì quà tặng em mùng 8 tháng 3. Chúc em xinh đẹp mặn mà hơn xưa. Này, sao lại tặng em hoa cúc? Anh rủa em ngoẻo để theo con khác đúng không? Hả? Cốt lõi là ở tấm lòng. Mà hoa nào chẳng là hoa. Màu vàng là màu của quyền quý cao sang. Ví dụ như là vàng 9.4, vàng thỏi, vàng cục. Ý anh là chúc em sau này có nhiều vàng. Cái gì đây? Cái gì thế này? Ôi giời ơi, sao lại tặng gà cho người ta? Anh dở hơi à? Hòa hoét thì ngày mai ngày kia cũng vứt thủng rác. Còn con gà này em có thể luộc hoặc là kho tương, oánh chén no cái bụng thì mới có sức mà yêu thương mặn nồng. Hoặc là cho nó làm chồng của lũ gà mái trong lồng nhà em. Nghe có vẻ hợp lý đấy. Thôi, em về cất hoa với gà đi, để anh em mình đi chơi. Vâng, thế đợi em tí nhá. Chú Ngao đi đâu mà ăn mặc bảnh bao thế? Bác Sò đây à, hôm nay mùng 8 tháng 3, em mang chút quà ra đây tặng cho người yêu. Thế bác đã tặng cái gì cho chị nhà chưa? Tôi con cái đề huề rồi chứ có còn yêu đương như chú đâu mà quà với bánh. Bác nghĩ thế là sai đấy. Dù là đang yêu đương hay là đã có gia đình thì người phụ nữ cũng rất đáng được quan tâm, nhất là mẹ và vợ. Vợ là người sát cánh kề vai, chung chăn chung gối miệt mài vì chồng con. Mẹ là người là đấng sinh thành, lo cơm lo áo, lo học hành cho ta, lớn lên lại dựng vợ xây nhà. Công lao lớn lắm, bác nên chuẩn bị quà bánh mà tặng hai người đó đi. Ôi giời ơi, con này dở rồi. Hến ơi, mày ngứa chân hay sao mà lại đá cả cây chuối thế? Nghĩ buồn lắm mẹ ơi.
Sao mà buồn, đến bữa vẫn ăn 5-7 bát cơm, mẹ ngồi đầu nồi có kịp đơm đâu mà buồn. Buồn quá nên con mới ăn cho nó lấp nỗi buồn đi đây. Mày cởi cái nỗi buồn ra mẹ xem nào. Hôm nay mùng 8 tháng 3, phụ nữ đâu đâu cũng có quà, con thì chả được cái gì. Con đừng quan trọng hóa cái vấn đề quả bánh quá, sống với nhau yên ấm hòa thuận là được. Không, con thích quà cơ. Ôi giời ơi, mày im cái mồm đi, tí mẹ cho tiền đi mà mua. Thế thì con nói chuyện gì. Hôm nay mùng 8 tháng 3, lòng thành con tặng mẹ món quà. Tốt quá, đang có tí bột canh, thử xem nào. Rất hợp với mồm mẹ. Tặng em miếng ba chỉ, gọi là thành tâm. Anh dở hơi à, ai lại tặng thịt với cả đậu. Có thực thì mới vực được đạo, ăn thì mới có sức khỏe để yêu thương. Ngon quá. Hôm nay mùng 8 tháng 3, xin chúc hai người đẹp của gia đình, vợ thì xinh đẹp, mạnh khỏe dẻo dai, mẹ thì sống lâu trăm tuổi vẫn nhai được xương gà. Bố nhà anh, sao không cho mẹ ăn đùi gà lại cho ăn xương gà? Ngon quá. Kể ra thế này cũng vui. Thế này nó mới đầm ấm. Thôi, cả nhà ăn đi. Gia đình cốt là đầm ấm thuận hòa, chứ bảy vé quả bánh chưa chắc đã là vui đâu. Món quà lớn nhất mà mỗi chúng ta đều cần đó là sự yêu thương và đồng cảm. Ôi trời, cay thế. Ăn giả rồi.